Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao sử dụng máy Casio để đi tìm giá trị lớn nhất của cái cục này. Trước khi chúng ta vào tính toán, thì chúng ta có Z bằng A cộng BI. Thì bây giờ chúng ta dùng mô đun của số phức, phần thực hay phần thực là A trừ 4, phần ảo là B trừ 3. Sau đó áp dụng mô đun thì chúng ta sẽ có là căn bậc 2 của A trừ 4 tất cả bình phương cộng B trừ 3 tất cả bình phương bằng căn 5. Sau đó chúng ta nhìn vào phương trình này, chúng ta sẽ biến đổi bằng phương pháp lượng giác hóa, thì chúng ta sẽ đặt A bằng 4 cộng căn 5 cos t và B bằng 3 cộng căn 5 sin t. Tại sao mình phải đặt như thế này? Tại vì á, khi chúng ta đặt cái cục này bỏ vào đây, số 4 trừ số 4 thì chúng ta loại đi rồi. Chúng ta còn lại căn 5 cos t tất cả bình phương thì chúng ta sẽ có là 5 cos t bình phương. Số 3 trừ số 3 là số 0. Và chúng ta bỏ cục này vào đây thì chúng ta sẽ có 5 sin t bình phương. Số 5 và số 5 chúng ta làm nhân tử chung. Cos t bình phương cộng sin t bình phương bằng số 1. Như vậy chúng ta sẽ ra căn 5. Sau khi chúng ta đặt theo phương pháp này và chúng ta có thể sử dụng phương pháp Casio. Như vậy chúng ta sẽ vào đây. Chọn số 2 nha. Là miền của số phức. Trước khi chúng ta chạy giá trị, chúng ta kiểm tra giá trị của x. Thì chúng ta bỏ vào đây. Thì chúng ta thấy đây là 1. 1.1 đúng không? Bây giờ chúng ta chọn số 0 nè. Shift Storage là lưu trữ, bỏ vào X. Chúng ta sẽ chạy dữ liệu từ số 0 cho đến 360, tương đương với một vòng tròn ở đây. Và ở đây á, mình phải chuyển sang giá trị là độ nha, là số 3. Và chúng ta có chữ D ở đây rồi. Bây giờ chúng ta nhập dữ liệu ABS. Bây giờ chúng ta đặt Z bằng cái cục này, chúng ta sẽ ghi là 4 cộng căn 5 nhân với lại cos x. Còn B á, là phần số ảo thì chúng ta phải thêm y nha. Shift y nha. Và sau đó chúng ta ghi cộng 1 trừ 3y. Qua bên đây, chúng ta nhấn cái cục này và chúng ta có 4 cộng căn 5 và chúng ta nhấn cos x cộng với lại 3 cộng căn 5 và chúng ta có sin x. Chúng ta nhấn vào chữ y, shift y và chúng ta nhấn thêm trừ 1. Sau đó chúng ta nhấn alpha, dấu hai chấm ở đây, có nghĩa là mình chạy bảng giá trị á. Bây giờ chúng ta nhấn thêm x alpha bằng, và chúng ta thêm x, mình cộng thêm mỗi bước là 10 nha. Sau đó chúng ta nhấn shift show, hoặc là nhấn đây luôn. Nhấn tiếp tục. Thì nó sẽ chạy giá trị liên tục trong khoảng 10 đơn vị. Và chúng ta thấy rõ nó đã giảm xuống. Cứ chạy hoài. Nó lên lại rồi nè. Thì chúng ta thấy rõ 13.45 nó giảm xuống lại. Có nghĩa là ở vị trí 390. Như vậy, chúng ta sẽ dừng lại ở vị trí 390 và 380 gì đó. Thì chúng ta sẽ nhấn cái số này 4 cộng căn 5 nhân cos của 390. Thì chúng ta ra số đây, chúng ta nhấn Shift Storage.
A. Và chúng ta nhấn cục tiếp theo. 3 cộng căn 5. Và chúng ta nhân sin của 390. Sau đó chúng ta nhấn bằng Shift Storage B. Như vậy chúng ta lấy A cộng cho B. Thì ra khoảng là 10.05. Như vậy đáp án câu này chính là câu B. Và đây chính là cách giải bằng máy Casio khỏi cần phải tính tay. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.